Ê, nhỏ lớp trưởng, có chuyện gì không nhá? Ê, ê, nhỏ lớp trưởng ơi, lại gần này nói nghe. Ê, ê, nhỏ lớp trưởng ơi, người gì mà thật đáng yêu nhiều lúc trông thật dễ thương, nhiều lúc trông thật khó gần. Mặc kệ mọi chuyện vì đồng đã thích nhau từ lâu. Ê, ê, nhỏ lớp trưởng ơi, lại gần này nói nghe. Ê, ê, nhỏ lớp trưởng ơi, bài tập này thật khó, phải làm sao để điểm cao, nhưng càng khó hơn là lúc gần. Kể về mà chẳng biết nói như thế nào thành công. Sau một thời gian dài chờ đợi, ngày được gặp cô bạn gái online của Đăng Khoa cũng đã tới. Nhưng cậu không thể ngờ rằng anh Dung thực chất lại chính là anh Dũng. Điều này khiến Đăng Khoa rất sốc và không thể chấp nhận được. Về phần Minh Quang và Kiều Ngân, ngay trước khi kịp nói chuyện với phụ huynh thì mọi người đã biết được Kiều Ngân không hề mang thai và gánh nặng bấy lâu nay đã có thể trút bỏ nhẹ nhàng. Anna trong lúc ép buộc Tuấn Anh đã tiết lộ nguyên nhân mẹ cô chết là vì đã cứu Tuấn Anh. Liệu cậu có thể giữ vững quyết tâm ban đầu của mình? Chuyện tình cảm của cậu với Trúc Anh rồi sẽ đi về đâu? Mời các bạn đón xem tập 14 của Ê Nhỏ Lớp Trưởng phần 2. Con nhỏ Trúc Anh đang ghét đó. Anh không cho phép bất kỳ ai làm tổn thương em cả. Để cho nó hiểu được cái cảm giác hiện tại mà em phải chịu đựng là như thế nào. Thì anh sẽ bắt nó phải chịu gấp 5, gấp 10 lần những gì em phải chịu. Anh chưa từng quên chuyện đó. Vậy thì anh phải ở bên cạnh em, chăm sóc em, bảo vệ em cả đời. Anh không thể rời xa em được đâu. Em nghe anh nói, anh đã hứa sẽ chăm sóc em cả đời. Nhưng với tư cách là một người anh trai và người yêu, là khoảng cách xa lắm đó anh à. Anh biết là vì cứu anh á mà mẹ em mới mất, làm em với Alex á phải lâm vào cảnh mồ côi. Nhưng mà trong suốt cả thời gian qua, anh đã cố gắng bù đắp, chăm sóc, lo lắng và yêu thương em. Anh đến bên em lúc em cần, lúc em không cần anh rời đi. Tất cả đều là anh cam tâm tình nguyện, chỉ muốn để bù đắp một phần nào đó công ơn cứu mạng của mẹ em đã dành cho anh. Anh muốn bù đắp, anh muốn bù đắp thì anh phải ở bên cạnh chăm sóc và bảo vệ em cả đời chứ. Chăm sóc và bảo vệ em cả đời, nhưng với tư cách là một người anh trai chứ không phải là người yêu. Không, em không cần anh trai. Anh phải là người yêu của em cơ. Em muốn là gì cũng được, nhưng mà là người yêu thì không được. Em biết mà anh à, em biết người anh yêu là Trúc Anh mà. Không, anh phải thích em, anh phải bên cạnh bảo vệ và chăm sóc em cả đời. Anh không thể rời xa em được đâu. Không. Anh à, Ngân, mua cha này. Ủa, làm gì mua nhiều đồ ăn quá vậy? Thì ăn đi tạm bổ chứ sao. Tôi có phải con heo đâu mà mua nhiều dữ vậy. Thì ăn không hết thì để dành ăn, chứ để bị đa bao tử rồi xong cái buồn nôn, rồi xong cái bị suy nhược cơ thể, rồi cái thèm chua ai biết được. Ăn đi. Cảm ơn nha, thương quá. Nè, hai người tình tứ quá rồi đó nha. Không sợ người khác ganh tị hả? Kệ tôi. Thì người ta thương thì người ta cưng thôi chứ Thiên Hạ nói gì kệ ha. Tự nhiên tôi thấy hai tụi mày kỳ kỳ á. Kỳ là kỳ sao? Mày không biết gì á, đừng nói tào lao. Thì tao có nói gì tào lao đâu, nãy giờ tao chưa nói gì luôn á. Thôi mày im đi. Im.
tin nghiêm. Các em ngồi xuống. Có phải là dạo gần đây á, tôi dễ với lớp chúng ta quá không? Để cho các em á không có tuân thủ luật lệ, kỷ luật cái gì hết trơn á. Trúc Anh, đứng lên cô hỏi. Dạ. Em nói đi. Em nói cho cô biết tại sao lớp mình lại thường xuyên vi phạm tới như vậy. Về tác phong á thì ngày nào cũng bị sao đỏ bắt. Nào là đồng phục không nghiêm túc, sọc xa sọc sệt. Còn về thành tích học tập á thì bữa nào cũng có bạn không thuộc bài, không làm bài tập về nhà. Kiểm tra á thì quay cóp, sử dụng tài liệu. Em là lớp trưởng đó, em trình bày cho cô nghe coi. Dạ. Em xin lỗi cô ạ. Chắc là em đang cảm thấy khó chịu là tại vì sao cô không trách các bạn mà cô lại trách em đúng không? Bởi vì em là lớp trưởng, em là người đứng đầu lớp, là người chịu trách nhiệm của cái lớp này. Đúng, em không thể nào ép các bạn học, nhưng mà em có cái trách nhiệm là phải đốc thúc các bạn học bài. Nếu như các bạn không học, em phải báo lại cho cô. Tại sao vậy? Tại sao em cứ im lặng? Cô đâu phải chỉ dạy có một mình lớp mình. Cô dạy rất là nhiều lớp, mà lớp nào cũng như vậy thì làm sao? Cô hỏi em, trách nhiệm một người lớp trưởng là cái gì? Bây giờ em không làm, em cũng không báo lại cho cô. Em trả lời cô đi, em làm lớp trưởng để làm cái gì? Dạ. Dạ, lỗi của em. Thời gian qua em đã không có quản lý các bạn chặt để xảy ra những cái tình trạng như vậy. Em xin lỗi cô. Lần này á, cô thật sự rất là thất vọng về em. Cả lớp đã tín nhiệm em, tin tưởng em, đưa em lên làm lớp trưởng. Bây giờ cả lớp cho cô hỏi lại, các em còn muốn Trúc Anh là lớp trưởng của lớp mình hay không? Dạ có cô. Vậy còn Trúc Anh, em nói cho cô nghe, em cảm thấy mình có đủ khả năng và đủ trách nhiệm để tiếp tục làm vị trí lớp trưởng hay không? Dạ thưa cô, em biết là thời gian qua em đã phạm nhiều lỗi và em cũng còn rất là nhiều sai sót. Em cảm thấy rất hổ thẹn và em cũng thấy là em chưa thật sự xứng đáng với chức lớp trưởng này. Nhưng thưa cô, bởi vì các bạn đã tin tưởng và ủng hộ em nhiều như vậy, cho nên em không muốn làm các bạn thất vọng. Thưa cô, em xin hứa sắp tới em sẽ nhắc nhở các bạn học hành thật chăm chỉ và không sai phạm tác phong nữa. Từ nay về sau em sẽ không để lỗi này xảy ra nữa thưa cô. Tôi hy vọng là em sẽ làm được những gì ngày hôm nay em nói. Trúc Anh, bà đi gặp thầy Toàn hả? Lại vụ học bổng hay sao vậy? Không, tôi gom được mớ đồ cũ với lại sách vở cũ á, tôi mang cho thầy để thầy chia cho các em. Đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã mà. Bà có gì muốn hỏi tôi hả? Thì tôi cũng có chuyện này muốn nói với bà, nhưng mà tôi không biết nói sao hết tại sợ bà hiểu lầm á. Bà cứ nói đi, tôi không hiểu lầm đâu. Thì bà đã quyết định đi du học rồi. Sớm muộn gì thì bà cũng phải đi mà thôi. Vấn đề ở đây ấy, chỉ là vấn đề thời gian. Vậy thì bà đừng làm khổ những người còn lại nữa. Làm khổ? Ý bà là gì tôi không hiểu. Nếu bà đã quyết định đi á, thì hãy buông tha cho Tuấn Anh đi, để Anna và Tuấn Anh đến với nhau. Chuyện của hai người đó không có liên quan gì tới tôi hết á. Đó là sự lựa chọn của họ. Họ có đến với nhau hay không cũng là quyết định của họ. Nếu bà không chủ động á, thì Tuấn Anh cũng không rời xa bà mà đâu. Bà làm vậy á, thì cũng chỉ làm khổ Tuấn Anh với Anna mà thôi. Bà cũng thừa biết á, là Tuấn Anh đang nợ Anna một ân tình rất lớn mà. Vì cứu Tuấn Anh á, mẹ mẹ Anna đã chết. Nếu mà có quên ai á, thì cũng quên qua đường mà thôi. Rồi cuối cùng cũng sẽ quay lại với Anna ạ. Bà nói sao? Mẹ Anna vì cứu Tuấn Anh mà chết hả? Chứ Tuấn Anh chưa kể gì với bà hả? Mà mây tầng nào á, thì cũng sẽ gặp mây tầng đó mà thôi. Tuấn Anh với Anna á, sinh ra đã thành một cặp rồi. Bà không có xứng đâu, từ bỏ đi. Từ bỏ? Đúng là trước khi có cuộc nói chuyện này, tôi có nghĩ tới hai từ đó. Nhưng mà cũng nhờ bà, từ giờ tôi sẽ suy nghĩ lại. Nhờ bà mà tôi mới biết được nỗi khổ mà Tuấn Anh phải che giấu bao lâu nay.
nhỏ đáng ghét rồi chứ. Sao ta? Sao? Em có một việc muốn nhờ anh. Nhờ anh hả? Ủa, không ngờ hôm nay em gái tôi lại nhờ tôi cả đấy. Thế sao? Ai là người có diễm phúc khiến cho em gái anh phải nhờ anh đấy? Chúc anh. Chúc anh. Ê, Khoa, Minh Hoàng rồi, sao nó giống thấy nó đâu giờ vậy? Không biết. Hello. Mày đi đâu nãy giờ, giờ ra chơi mà giờ mới tới? Thì đi ra căng tin mua ít đồ. Mà tao nói tụi mày nghe nè, giờ ra chơi hả? Căng tin nó đông như cái chảy hội, đông đúc mà chen muốn lòi cái ruột. Ủa? Rồi mày nói mày ra căng tin mua đồ, gì đồ ăn đâu? Đưa cho Kiều Ngân hết rồi. Mà tao quên, cái chuyện hôm trước mày nói là mày đưa Kiều Ngân về ra mắt ba mẹ. Tao đâu rồi? Không nói nữa. Ủa? Sao lại không nói nữa? Thì do tụi tao phát hiện là nó có em bé. Ừ, tại vì nó bị căng thẳng vì bị suy nhược cơ thể thôi à, không có chuyện gì hết trơn á. Trời ơi, may ghê. Mấy em xíu á là tao thành chú Tuấn Anh luôn rồi. Nói mày bà. Còn Khoa, nãy giờ làm gì mặt mày như đu đám vậy? Gì đâu, đang chán thôi. Gì chán gì? Tao mới bị gái lừa. Mà thật ra cũng không phải gái nữa. Bị cái đứa không phải là con gái lừa. Nói cái gì mà lùng bùm lỗ tai không có hiểu cái gì. Chuyện là vậy. Tao nè. Cái người đó nè, biết nhau qua Facebook và Instagram, có nói chuyện với nhau, tán gẫu với nhau. Đùng một ngày hẹn gặp nhau đi uống cà phê. Và tao biết người đó không phải là con gái. Thiệt sự? Mày cười cái gì? Mày nói mà tao muốn. Mày vả quá rồi, tao nói thiệt. Mày vả quá vả luôn. Ê mày vả gì mày? Gì nữa? Mày không vả. Nè, trai á, nhìn ra nữ cũng hay thiệt. Nam nè, nữ nè, một trời một vật khác nhau đúng không? Bây giờ nó có trang điểm cỡ nào cũng không có giống được hết á. Hay là tao nói thiệt mày bị Nè, tao rất là ngây thơ trong sáng đáng yêu chứ không phải là lanh ma như mày đâu mà cái gì cũng biết. Nếu hả mày là tao thì mày cũng phải chết với cái nhan sắc đó thôi. Đâu, cho tao coi hình đó. Đưa đây, tao coi hình, tao coi thử mày như nào. Thôi, tự nhiên cứ phải cho mày coi. Bây giờ tập trung cái chuyện trước mắt đây nè. Chuyện gì? Thì cái chuyện Tuấn Anh với Trúc Anh đó. À, coi mình giải quyết làm sao. Thôi, giải quyết cái gì nữa? Tao chốt đơn xong hết rồi. Chốt sao? Thì tao đã nói với Anna hết rồi. Tao nói với Anna là tao chỉ xem Anna như em gái thôi. Còn người tao yêu á là Trúc Anh. Ghê vậy ba. Rồi còn Anna chịu luôn? Không chịu thì cũng phải chịu nữa chứ giờ sao giờ. Từ giờ về sau á, tao sẽ vạch rõ ranh giới của tao và Anna. Với lại tao cũng phải làm lành cho bà Trúc Anh nữa. Nè Tuấn Anh, đàn ông nói được là làm được nha, quân tử giấc ngôn. Cậu yên tâm, tao nhất định sẽ làm được. Bây giờ các con ghi bài vô tập đi, rồi chị Trúc Anh sẽ phụ tụi con làm bài nha. Dạ. Bé Linh, sao em không ghi bài vô vở? Em mệt quá à. Sáng giờ bạn Linh chưa ăn cái gì luôn á chị. Sáng giờ em chưa ăn gì hết hả Linh? Dạ, hôm qua trời mưa em không bán đồ hàng nên dì không cho em ăn cơm. Thôi được rồi, để chị đi ra ngoài mua đồ ăn cho em nha. Ai vừa thấy đói đó, có đồ ăn đây. Thầy ơi, em có nghe các bạn nói á, thầy có lớp học tình thương chuyên dành cho các em nhỏ không có cơ hội đến trường. Em suy nghĩ mãi không biết mua cái gì đến á, nên em mua ít bánh, mong sẽ giúp được thầy. Thầy cũng xin đại diện các bạn nhỏ cảm ơn em. Dạ, không có gì đâu thầy. Nè các con, cảm ơn anh Tuấn Anh đi. Cảm ơn anh Tuấn Anh. Ngoan quá à. Bây giờ thầy sẽ cho các con nghỉ giải lao một chút.
ra ngoài thầy chia bánh cho ăn. Ăn xong vô học tiếp nghe không? Đi. Tôi có mua ít bánh ngọt bà thích nè. Bà đói không? Tôi lấy cho bà ăn nha. Không đói. Chiều nào bà cũng tới đây hả? Có thời gian thì mới tới. Bà đi một mình hả? Chứ không lẽ đi nửa mình. Vậy sau này đi hai mình đi. Tôi đi chung với bà. Ủa? Còn Anna thì sao? Không phải chiều nào cũng đi chung với người ta hả? Thì từ giờ không như vậy nữa. Tôi đã nói chuyện rõ với Anna rồi. Với lại tôi chỉ xem Anna như em gái mà thôi. Tính tình người ta như vậy, ông nói bộ người ta chịu nghe hả? Thì không nghe cũng phải nghe thôi. Chuyện tình cảm mà, đâu có gượng ép được. Với lại tôi cũng đã có người mình thích rồi. Dù chuyện gì xảy ra, tôi cũng thích mỗi người ta thôi à. Nhưng mà người ta có câu: nói thì dễ, làm mới khó. Để tôi coi ông chứng minh cho người đó như thế nào nha. Được, tôi sẽ chứng minh cho bà thấy tôi làm được. Nè, bà ăn bánh đi. Hành động thôi. Alo, cô. Cô ơi, bạn tên sao cô? Alo, mày tới lẹ giùm tao đi, nhanh lên, không thôi lớp mình trễ bây giờ. Nhanh một tiếng. Tại ở đây luôn. Đúng rồi cô, tại đúng ngay tiết một nha. Ok. Thế, đi học sớm đi, tao mua trà sữa cho uống. Alo. Ủa. Ok. Rồi. Tới sớm nha. Ê, cái thế lực nào mà khiến cho mấy người còn đi học sớm hơn cả tụi tôi vậy? Đừng có nói với tôi là ba người tụ tập ở đây chuẩn bị đánh lộn nha. Nè, không có nha. Tụi tôi đang đứng ở đây là để giúp cho lớp nâng cao vị trí trong trường đó nha. Mấy bà biết không, nãy giờ ba tụi tôi cầm điện thoại gọi cho các bạn nào đi trễ để kêu bạn nói nhanh lên để lớp mình không bị trừ điểm thi đua đó. Ghê. Thiệt không vậy? Bên làm như là tụi mình là phe nổi loạn mà bên kia là phe gương mẫu vậy đó. Mặt trời mọc ở đằng Tây hả? Ai biết đâu, thì sáng sớm cái biện Tuấn Anh lôi đầu dậy rồi xong nói mấy cái chuyện này nè. Giờ nghĩ lại thấy sai. Sai cái gì mà sai? Bạn bè học chung lớp với nhau, không lẽ không giúp đỡ nhau được hả? Thôi, bớt giùm. Chứ không phải hả, sợ ai kia bị cô giáo la, ha Minh Hoàng ha. Ai là ai? Ôi ôi, thêm người giả bộ nữa kìa. Ai là ai? Ai là ai? Thôi đi. Ủa, chứ giờ hôm nay tụi mày không muốn giúp sao? Tụi tao mà không muốn giúp á là tụi tao hả, đứng đây sáng giờ làm gì vậy? Gọi muốn hết cái tiền điện thoại luôn. Đứng lại. Lớp 11A1 phải không? Tác phong không chỉnh tề, kỷ luật không nghiêm túc, quần áo không chăm chút, tướng có một khúc. Cái gì? À không, ý là không chấp hành nội quy nhà trường. Trừ điểm. Ủa gì kỳ vậy? Ê. Hai ông định ghi ông này về tội gì? Thì đó, đồng phục không nghiêm túc. Nhìn cái bản tên kìa, muốn rớt ra ngoài luôn vậy. Bản tên rớt á thì chỉnh lại được, còn quần áo xốc xếch á thì mình cũng điều chỉnh chút, có gì đâu cắn. Thôi, tôi không cần biết, không cần quan tâm, không cần nói. Mắt tôi thấy mờ mà cái vụ này tôi thấy rõ lắm. Cái bản tên là giới thiệu cái quy hiệu, cái phù hiệu hiệu trưởng của nhà trường. Mà cái bản tên này méo như vậy là không tôn trọng cái bản tên, là không có tôn trọng cái hiệu trưởng của nhà trường. Cho nên á, trừ điểm. Ông, nếu chưa quan tâm tới mắt thấy gì và không cần biết sự việc như thế nào thì ông cũng đang vi phạm rồi đó. Ông ghi tên ông vào đi. Bởi vì thời điểm hiện tại ông cũng không có bản tên. Thật ra tôi cũng biết mọi người có nỗi khổ của mọi người, đâu phải tự nhiên mà đi khó riêng với lớp tôi đúng không? Nhưng mà chuyện gì ra chuyện đó, mọi người là người bị hại thì lớp tôi cũng như vậy. Với lại ba mẹ tôi cũng là mạnh thường quân của trường, mọi người cũng biết rồi đó. Chỉ cần một cuộc điện thoại thôi thì có thể xin phép thầy cô bảo vệ đội sao đỏ mà, không sợ sự trả thù của ai đó, đúng không? Ừ. Nếu như mà không tiện nói ở đây thì có thể gặp riêng tôi.
thì thôi đi phóng xanh đó. Cái gì? Ý là không ghi lỗi đó. Không ghi nữa, mời hai ông vô. Cảm ơn tụi anh nha. Đi trước đi. Nam làm đúng lắm, quy định chính xác đó. Đi trước nha. Coi bộ là lần này ông đang dùng hành động để chứng minh tình cảm với ai kia. Mà nghe nói là ổng với bà Anna không có chuyện gì đâu, chỉ là bạn thân thôi. Chắc là đang muốn chứng tỏ tình cảm chứ lại. Ai kia kìa. Thôi, bây giờ học rồi, vô lớp đi, lát có kiểm tra đó. Khoái. Nghĩ là em mà tức á, cái ông hàng toàn khó ưa đó. Ông cứ bắt em ở lại học bài không à, làm không thể nào mà thu tiền bảo kê được hết trơn á. Giờ tính sao hả đại ca? Tính gì nữa, giờ này là phải hành động rồi. Vậy giờ mình chặn đường, đánh ổng hả đại ca? Mày cứ sồn sồn không à, để đại ca nói. Đại ca đã nói ra, ắt là có dự kế. Mà dự kế như thế nào hả đại ca? Được rồi, chúng mới nghe này. Lần này ấy, chúng ta sẽ xử ông thầy Toàn, người đã can thiệp quá sâu vào việc học của chúng ta, mà lại còn khiến cho chúng ta bị bẽ mặt trước toàn trường bởi vì những lời nói của ông ý nữa. Chính tao lần này sẽ xử ông Toàn để rung cây dọa khỉ, cho các giáo viên khác nhìn thấy mà biết, để còn không đi vào vết xe đổ của ông ý nữa. Còn kế sách ấy thì tao đã có hết rồi, giờ chỉ cần một chút thông tin nữa thôi. Thông tin gì hả đại ca? Này anh, yeah. Tao cần mày giúp một số chuyện đây. Cả lớp ngồi xuống. Hôm nay cô kỳ kỳ ta. Ai biết. Tuấn Anh, hôm nay mày thấy cô Vải Nhung có gì lạ không? Bình thường á, tao nhìn cổ dữ quen rồi, tự nhiên hôm nay tủm tỉm cười. Tự nhiên tao thấy hình như cô có bồ á mày. Mày nói tao mới để ý. Thì đó, tao thiệt thà như bà giữ thì mày giữ luôn đi. Thì đó, còn hơn là bây giờ cứ nhìn cứ sợ sao. Mấy em ơi, nè cô vui quá à. Cô có chuyện muốn kể với mấy em nè. Cô mới đi họp tổng kết ở dưới phòng giáo viên về. Lớp chúng ta đứng đầu khối về điểm thi đua. Thầy hiệu trưởng còn tuyên dương lớp chúng ta là đã rất nhanh chóng lấy lại được phong độ trong thời gian rất là ngắn. Cô muốn tuyên dương hả? Chúc anh này nè. Ê nè. Cô đang vui á nha, nhưng mà cô chưa nói hết. Đừng làm vậy, cô quạo nha. Đừng cô, vui vẻ không quạo nha. Dạ cô nói tiếp nha. Cô có lời khen đến lớp trưởng của chúng ta Trúc Anh. Trong thời gian ngắn, Trúc Anh đã giúp lớp lấy lại được phong độ. Đi học á, tác phong á thì tất cả các bạn đều rất là nghiêm túc. Còn về vấn đề học tập á thì đạt được kết quả rất là tốt. Bài kiểm tra 15 phút hóa vừa rồi á, thầy Hóa nói là kết quả rất là khả quan. Các bạn còn chờ gì nữa, hãy cho Trúc Anh lớp trưởng chúng ta một tràng pháo tay đi nào. Khoan, vừa vừa thôi, đúng mực thôi, không cô quạo. Vậy đủ rồi. Dạ thưa cô, thật ra đây là thành tích của cả lớp chứ không phải của riêng em không đâu cô. Được rồi, thôi em ngồi xuống đi. Các em nhớ á, là giữ vững phong độ như vậy nha. Đi học á thì đúng giờ, tác phong á thì nghiêm túc, học bài trước khi đến lớp. Ở lớp á thì nhớ nghe giảng bài và làm bài tập đầy đủ. Kết quả kiểm tra thì 9-10 điểm thôi, cô nghĩ á cũng không có khó lắm đâu ha. Rồi các em lấy sách ra học bài mới. Này, chúc mừng bà nha. Thành tích của cả lớp chứ đâu phải của mình tôi đâu mà ông chúc mừng tôi. Nói gì thì nói chứ, để cả lớp đoàn kết cũng như là lấy lại phong độ như bây giờ thì công lớn vẫn phải nhờ ban cán sự lớp cũng như là lớp trưởng đáng yêu của chúng ta đây, đúng không? Cảm ơn ông. Con nhỏ Trúc Anh đáng ghét đó, cướp đi người mà em yêu thương nhất. Vì vậy, em muốn những người mà nó yêu thương nhất phải tránh xa nó ra.
để cho nó hiểu được cái cảm giác hiện tại mà em phải chịu đựng như thế nào. Được rồi, anh sẽ giúp em. Thật ạ? Thật. Anh không cho phép bất kỳ ai làm tổn thương em cả. Mà nếu như có người đó ấy, thì anh sẽ bắt nó phải chịu gấp 5, gấp 10 lần những gì em phải chịu. Đúng đó. Mấy người là ai vậy? Mày có phải là Trúc Anh, đốc trưởng gương mẫu của 11A1 không? Mấy người muốn gì? Mày cướp bồ của bạn tao, vậy tao đánh mày được không? Nó nhiều nó làm gì? Đập cho nó một trận là nó biết liền à. Nhớ lập trường ơi, lại gần này nó nghe ê ê. Nhớ lập trường ơi, người gì mà thật đáng yêu nhiều lúc trông thật dễ thương, nhiều lúc trông thật khó gần. Mặc kệ mọi chuyện vì lòng đã thích nhau từ lâu. Ê ê, nhớ lập trường ơi, lại gần này nó nghe ê ê.